atiso là loại cây dược liệu có thể dùng toàn thân. Trong chế biến món ăn, thông thường sẽ dùng hoa atiso để tạo ra các món ăn hấp dẫn như canh atiso hầm, lẩu atiso. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thân non atiso cũng được người dân địa phương thu hoạch và tạo ra những món ăn hấp dẫn. Thân non sau khi thu hoạch sẽ được tước bỏ sơ, lấy phần cọng sau đó mang đi chế biến. Thân non có thể xào, hầm canh, nấu lẩu cho ra nước vị ngọt thanh hấp dẫn. Đây chính là nguyên liệu đầu tiên tạo ra món phở atiso đang kiệt sốt gần đây. Ngoài bông atiso xanh truyền thống, một loại atiso có màu đỏ hay còn gọi là hoa bụt giấm cũng được nông dân Đà Lạt trồng với nhiều công dụng. Loại hoa atiso đỏ này chính là nguyên liệu làm nên món mứt hoa hồng nổi tiếng của Đà Lạt, tạo ra loại nước cốt có vị chua ngọt hấp dẫn. Trường Minh, người tạo ra món phở atiso, đã ứng dụng màu đỏ rất đẹp mắt của bông atiso đỏ để tạo nên màu sắc hấp dẫn cho sợi phở, làm nên nét riêng của món phở atiso. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như không phải người Đà Lạt thì chắc hẳn sẽ rất ít người biết được những thân non atiso như thế này có thể làm được những món ăn rất ngon và rất là đặc biệt. Ngày xưa thì nếu như chúng ta muốn ăn những món ăn từ thân cây atiso thì phải là đến nhà người quen hay là nhờ nấu trước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy được những món ăn ngon từ thân non atiso ở ngay tại thành phố Đà Lạt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Trường Minh để cùng tìm hiểu về món ăn từ cây atiso này nhé. Xin chào Trường Minh, và đầu tiên bạn có thể giới thiệu về những cái món ăn từ thân non atiso mà bạn đã sáng chế ra không? Dạ, như vậy. Từ ngày xưa em được mẹ em nấu cho em những món như là canh atiso sườn non. Thì tuổi thơ của em thì được mẹ nấu cho những món ăn này rất là nhiều, thường là tầm vào những buổi chiều sau khi học về. Thì đó cũng tạo nên cho em một cái ký ức về tuổi thơ, và từ đó em cũng muốn đưa một cái món atiso vào ẩm thực của Việt Nam. Bên cạnh đó em cũng rất là thích phở, cho nên từ đó tạo nên thành món phở atiso. Là một sự kết hợp giữa phở và atiso. Nhưng tại sao không phải là bông atiso, vì nó thông dụng hơn và được nhiều người biết đến hơn mà là dùng cái thân ạ? Thường mọi người rất là ít sử dụng thân. Nhưng mà khi mà thân được hầm lên thì nước rất là ngọt và thanh, và mình có thể ăn luôn cả thân mà mình không phải nhả bã như là bông atiso. Thì em cố gắng sử dụng hết tất cả những gì từ cây atiso để tạo nên món phở này. Đúng là chỉ có người Đà Lạt mới biết đến là những cái thân non này. Hoàn toàn có thể chế biến món ăn đúng không? Dạ. Có một điều đặc biệt mà Kiều Anh thấy ở cái món phở atiso của mình đó là sợi bánh phở. Thì thông thường sợi bánh phở nó đều là màu trắng, thì không biết tại sao sợi bánh phở của mình lại có màu hồng. Thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn về cái sợi bánh phở này không? Dạ, từ phía phở atiso, tại vì mình nghe thấy phở atiso đã đặc biệt rồi, cho nên là em muốn mọi thứ từ tô phở này nó đều sẽ đặc biệt. Mình đã có nước dùng từ atiso, em muốn sợi phở nó cũng mang một tính chất gì của cây atiso đó. Và em có phát hiện ra rằng mình có một loại trà đến từ bông atiso sẽ cho ra chất nước màu đỏ. Vậy thì em nghĩ tại sao sợi bánh màu trắng mình không biến thành sợi bánh màu đỏ? Cái quá trình này làm nó có sợi bánh phở này có khó khăn không ạ? Dạ, em khá là gian nan, tại vì cũng lần đầu mình thử nghiệm á, và lần đầu mình chế sáng chế ra thì phải qua rất nhiều công đoạn, từ nước atiso định lượng là bao nhiêu, và nó có phù hợp với lại chất gạo này chất gạo kia hay không, và có thêm mình có sử dụng thêm những loại thành phần bột khác hay không. Thì em phải mất tới 2 tạ bún để cho ra được cái sợi phở như bây giờ. Sau khi mà mình làm ra như thế này thì mình kết hợp với cái nước hầm atiso thì nó có cần phải thêm công đoạn gì đặc biệt để ra cái món phở của mình không? Tại vì em cứ tạo ra phở và em tạo ra nước dùng, em kết hợp lại em thấy nó đang rất là đặc biệt. Cái định hướng sắp tới của bạn đối với cái món phở atiso này là như thế nào? Định hướng trước mắt của em là sẽ trải rộng trên toàn quốc chứ. Và định hướng lâu dài sẽ là cố gắng đưa một món ăn của Việt Nam mình như là phở atiso ra với lại các bạn quốc tế. Chúc bạn sẽ thành công. Dạ. Atis Phở là thương hiệu phở atiso mà Trường Minh cùng các cộng sự của mình sáng lập cách đây 2 tháng, được đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền. Mặc dù là một món ăn còn rất mới nhưng lại nhận được sự yêu thích của cộng đồng. Không chỉ khách du lịch nghe rồi tìm đến, mà phở atiso cũng rất được người dân địa phương yêu thích.
Chung cây này thì anh cảm nhận được nó là bổ, ngon thì cũng ngon. Đặc biệt chính nước artichoke này nó rất là ngon. Biết đến artichoke thôi nhưng mà về chế biến phở thì chưa có thấy, nên thấy nó cũng lạ. Muốn tìm hiểu thử thì qua ăn thì thấy nó rất là ngon. Và cái artichoke thì nghĩ là vì cái artichoke với cái cây của nó tốt với nhiều dinh dưỡng, thành ra khi ăn thì thấy cảm thấy là chắc nó sẽ rất là ngon. Sáng tạo và mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm chính là điểm mạnh của thế hệ trẻ Gen Z ngày nay. Và những bạn trẻ sinh ra lớn lên ở Đà Lạt đang phát huy được tinh thần người Đà Lạt khi đưa nông sản đặc sản quê hương ngày càng vươn xa hơn tới những ứng dụng rất thực tế. Phở artichoke hoàn toàn có đủ điều kiện yếu tố để vươn xa hơn. Du khách cũng sẽ có thêm lựa chọn về những món ăn đặc sản khi đến với thành phố ngàn hoa.